Nếu mà cả nhà đang có nhu cầu mua một chiếc chảo nhỏ nhỏ xinh xinh giống như mình thì hãy lưu ý cái clip này một chút xíu nhé. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Mẹ Trẻ Khỏe Baby Combo Home nha. Ngày hôm qua mình có khui một cái bưu phẩm, thật ra là ba cái bưu phẩm tất cả. Trong tháng này mình đã mua những cái đồ bếp kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh mà mình thường hay mua đó. Thì ở trong đó có một cái chảo nhỏ như thế này. Mình nhắm em nó là tại vì cái kích thước rất là vừa phải với lại cái góc quay phim của mình. Thêm nữa là mình đọc review phía dưới, mình có thói quen thường hay coi hình ảnh trước á thì thấy kích thước đúng là như mô tả. Với lại cũng có nhiều bạn đã mua thành công, mình quyết định rinh về luôn. Theo như mô tả thì đây là một chiếc chảo chống dính có đường kính khoảng cỡ 18 cm, và kiểu cảm quan bên ngoài của mình thì mới chỉ thấy là cái thành nó hơi mỏng, và mình mong đợi là nếu mà khi mình sử dụng á thì nó không có bị bung vào chính giữa lên. Và ngày hôm qua sau khi mình đăng clip lên đã có rất là nhiều bạn chia sẻ cho mình nghe những cái trải nghiệm của bạn đối với cái sản phẩm này. Kiểu mình không ngờ là có nhiều bạn cũng thích cái sản phẩm này giống như mình, nhưng mà mình vẫn còn nuôi một cái hy vọng nhỏ nhoi là biết đâu hên hay xui mình hên thì cái sản phẩm của mình tốt thì sao. Thế là ngày hôm nay quyết tâm lấy ra để thử, bởi vì cho dù nó rẻ đi chăng nữa, nếu mà không sử dụng được thì vẫn là uổng phí mà thôi. Ok, và đây là kết quả. Chảo chống dính thì mua về chủ yếu là để chiên. Hôm nay mình sẽ làm món cơm cháy kho quẹt cho nên là cần phải chiên cái phần cơm cháy này. Lúc mà đổ dầu vô chảo mà đợi dầu nóng lên á thì mình đã cố quan sát thử xem cái tình trạng của nó có bị bung ở phía chính giữa lên như mình lo sợ hay không, thì em nó không có bị, và truyền nhiệt cũng khá là nhanh bởi vì cái thành nó mỏng mà. Nhưng mà đây là cái kiểu mình cũng không biết giải thích làm sao nữa, nhưng mà sau khi bắt đầu nhiệt nóng lên thiệt là nhiều rồi đó nha. Lúc này thì chắc là dầu sôi dữ dội tại vì mấy cái miếng cơm cháy của mình thì đã phồng lên rồi, thì mình mấy cái bắt đầu thấy lạ lạ nè. Đó, cả nhà nhìn thấy những cái vệt nó bị lấp ló đằng sau ở phía xa xa không? Thì lúc đó mình nhìn mình chỉ nghĩ là nhìn qua cái màn dầu cho nên nhìn thấy giống vậy, chứ mình cũng chưa có mường tượng được là cái tình trạng nó ra sao. Nhưng đến khi mà tắt bếp đi thì cả nhà thấy không, cái bề mặt chảo nó bị trầy một cách không thương tiếc luôn, mà kiểu nó bị cày thành mấy cái đường luôn. Cái lúc này là đã hơi nguội rồi thì nó không có bị rõ ràng giống như cái lúc mà dầu còn sôi, chứ không thì cả nhà có thể thấy giống như kiểu em bé vẽ bậy lên luôn á. Có thể là do cái nhiệt độ nó quá cao, và có thể là cái chảo này nó chỉ thích hợp cho kiểu luộc hoặc là xào thôi, thì không biết là cả nhà có gặp cái vấn đề giống như mình hay không, hoặc là do trước khi sử dụng mình chưa có làm một số cái cách kiểu mình thấy trên TikTok người ta hay chỉ đó, là mua chảo chống dính về thì thường hay phải làm cái gì đó để cho cái lớp chống dính nó được bền. Chắc chắn là cả nhà cũng sẽ có bạn nói là tiền nào thì của nấy, đúng rồi đó, bởi vì mình mua chiếc chảo này khoảng cỡ 35-36 ngàn, nhưng mà cái đó nó không có quan trọng, quan trọng là mình không có sử dụng được lần nào hết trơn á. Thật ra thì shop cũng rất là dễ thương, có tặng thêm hai cái khăn để lau bếp nữa, cũng khá là tiện. Trải nghiệm cả nhà đối với cái sản phẩm này như thế nào hãy cho mình biết với nha. Bởi vì cái góc quay của mình là góc quay dọc cho nên là mình rất là chuộng những cái đồ bếp nhỏ nhỏ xinh xinh, với lại lên hình nhìn nó cũng cute for my way lắm. Nên là nếu mà cả nhà có đang sử dụng cái loại chảo nào mà chảo không dính mà có cái đường kính nhỏ nhỏ giống vậy nè thì hãy giới thiệu với mình với nha. Hôm trước khi mà cùng lúc mua cái chảo này á thì mình cũng có nghía qua cái bộ chảo hai cái này nè, một cái nồi hơi sâu sâu với là một cái chảo dịp chẹp. Thì cuối cùng biết sao lại quyết định mua cái chảo sau lòng. Nên bây giờ có nên mua cái bộ này không, và có bạn nào đã sử dụng chưa, hãy cho mình biết ý kiến với nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại trong video ngày mai nha.